Ẩm thực là một nghệ thuật. Vì vậy, có những món ăn đã trở thành huyền thoại, là nét văn hóa của mỗi vùng miền. Và một trong những món ăn đậm bản sắc rất Việt Nam được du khách trong và ngoài nước yêu mến, đó là bún chả Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh, để tìm được quán bún chả Hà Nội ngon với hương vị đặc trưng của miền quê Kinh Bắc càng khó. Nhưng với hơn 30 năm phục vụ thực khách trong và ngoài nước, tại Sài Gòn, bún chả Hà Nội Xuân Tứ đã trở thành điểm đến số 1 cho thực khách yêu mến món ăn hấp dẫn này. Theo cảm nhận của mình thì bún chả ở đây cũng không có thua kém gì vị gốc ở Hà Nội. Thậm chí thì mình cũng có cảm giác là làm ngon hơn ở Hà Nội, có thể là do làm ở đây họ làm hợp với vị của mình. Bún chả Hà Nội Xuân Tứ mang đậm phong cách bún chả Hà Nội. Điều đặc sắc ở bún chả nằm ở loại chả dùng kèm với bún, gồm chả viên và chả miếng. Chả viên được làm từ thịt nạc vai heo băm nhuyễn, ướp với gia vị và nặn thành viên. Chả miếng được dùng từ thịt ba chỉ hay còn gọi là ba rọi, thái lát mỏng ướp gia vị như chả viên và được nướng vàng trên than củi. Nem rán được chế biến theo hương vị truyền thống của miền Bắc, được chiên vàng và dùng nóng ăn kèm với rau thơm. Một phần không thể thiếu để có bún chả ngon, còn ở nước chấm vừa miệng cùng những lát su hào, cà rốt ngâm giấm vừa ăn kết hợp tạo nên một hương vị đặc trưng khiến thực khách nhớ mãi. Không chỉ kỹ lưỡng từ khâu chế biến, phục vụ quán còn đầu tư kỹ lưỡng từ các nguồn nguyên liệu đầu vào. Tất cả nguyên liệu được dùng đều đảm bảo 100% nguyên liệu sạch, mang lại cho thực khách bữa ăn ngon miệng và đảm bảo sức khỏe.